Hello mọi người, hôm nay mình sẽ nấu món bánh canh phồng tôm. Món này đang rất hot ở trên TikTok dạo gần đây. Em mình vừa mới nấu xong nên là bảo mình nấu món này cho chồng mình ăn thử. Nguyên liệu thì mình gồm có tôm. Mình mua loại mà tôm không có bóc vỏ được, có cái đầu để mình xào. Nấm, cà rốt, hành lá, phồng tôm. Mình dùng loại sa giang. Ở đây có thịt viên, cá viên. Cá viên mình có thể không cần bỏ, mình chỉ bỏ cái này cho chồng mình thôi, tại vì chồng mình không thích ăn tôm á. Mình có hành phi sẵn và không thể thiếu là dầu màu điều. Mình sẽ ngâm cái phồng tôm này trước trong vòng 20 đến 30 phút. Tôm rất là to, mọi người ơi nhìn đây. Mình phải lựa rất là kỹ, có nhiều loại tôm nhỏ, mình thích ăn cái tôm to này, cho muối ớt cay, bá cháy bỏ chét luôn. Giờ mình sẽ rửa sạch, lấy đầu tôm để xào. Mình sẽ thắng một chút dầu màu điều vào đây để tạo màu. Một chút màu này. Đổ hết dầu màu điều vào đây. Dầu sôi mình bỏ hành tỏi vào. Đây là phần tôm mình đã lột vỏ. Sau đó mình bỏ nước vào và bỏ to lửa lên. Nước sôi thì mình bỏ nấm vào. Mình hớt bớt cái bọt của tôm đi. Mình bỏ tôm cho mình, cho chồng. Thịt heo viên hay gọi mít bò. Ok, bỏ tôm vào và thịt viên cho chồng. Chồng mình không thích ăn hải sản đâu. Chờ nó sôi rồi mình sẽ bỏ phồng tôm sau cùng. Bây giờ mình sẽ nhờ chồng mình giã muối Hảo Hảo cho mình để chấm với lại tôm. Đợi cho mọi thứ nó đã mềm thì bắt đầu mình sẽ bỏ món phồng tôm vào. Mình sẽ nêm nếm xong. Chồng yêu đang giúp mình giã muối để chấm với lại tôm nè mọi người. Tụi mình rất là thích làm cái này nè. Là cái tập về mới mà tụi mình, chồng và mình đã mua. Tại vì có tập về để ám mua đồ ăn đó mọi người. Cái này rất là thích luôn. Cái tập về đầu tiên trong cuộc đời. Đã xong. Rất là thơm, ngon. Bây giờ mình sẽ múc ra để hai vợ chồng mình cùng ăn. Ok, đồ ăn đã xong rồi mọi người. Nấu rất là nhanh, tầm 15 phút là xong. Tô của mình đây có đầy đủ nấm, thịt, tôm. Còn của chồng mình thì năn nỉ mãi mới chịu ăn tôm nè mọi người. Ngoài ra là không được, không bỏ nấm. Bỏ mất công lại nhặt ra nên thôi cuối cùng là mình phải nhặt trước cho chồng mình. Làm một chén muối ớt thật cay, ăn với một chén mắm sắc. Ok, chúng mình cùng ăn thôi. Xin chào mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình ăn món mới, bánh canh phồng tôm. Nấu mua về nấu thử mà ai ngờ nấu rất là nhanh. Ok, let's eat. Good appetite, honey. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Nấu thử làm. Món này có ngon không mà thấy nó hot dữ luôn. Good. Chồng mình là đầu tiên thử luôn, giống mình. It's okay, fine. Nhìn có vẻ là không thích là chồng mình kén ăn lắm mọi người ơi. Try this one before. Chồng mình có vẻ không thích ăn cái bánh phồng tôm á mọi người. Có
có chấm muối để chấm với tôm. Tôm ăn thử với lại muối ớt xem. Muối hạt, muối tôm hảo hảo mọi người. Try that honey. Try sweet. Em thấy bằng ok nhé. Ok, so I need eat this one. Eat it. Chồng mình cũng cho ăn tôm mọi người. Ăn còn nhã nữa. Nhưng mà món này rất là ngon. Đối với mình, chồng mình chắc là lạ không thích ăn. Chồng mình chỉ thích ăn những món quen thuộc thôi. Giống như là bún, phở hoặc là bánh mì, mấy món đó dễ ăn á. Còn chồng mình á, chán ăn là những món ngon nhưng mà ăn không vừa miệng hay là ăn không quen là không thích ăn. Is this honey? Honey just like something like bún, phở, order hủ tiếu, order bánh mì, is this? Yep. Something like that honey don't want. Yep. Đâu ít mò. Chồng mình không ăn nữa mọi người ơi. Không thích. Hên là hôm nay thì là bữa sáng, nên có gì chồng mình còn có đồ ăn dự trù. Hôm nay qua chú ít mức ly ra. Ít chung ra đầu với em. Chồng mình không thể đói mọi người ơi. Em qua honey eat with em. Honey eat smoothly or something like that. Honey want? Why? We don't have. We don't have? Yep. Honey eat toe, eat toe now nhé. Make toe đi. Được rồi, khoan. Chồng mình chỉ thích ăn thịt viên thôi mọi người. Trong này có tất cả những món mà chồng mình cũng thích. Tôm, nấm, với lại cái bánh phồng tôm làm từ tôm nên chồng mình cũng thích ăn. Next time I'm cook the food honey can eat, yeah? Mm-hmm. Because this one has so few shrimp honey don't want. This stick. But why I'm so lekker. Yeah. Mm-hmm. Tại vì chồng mình không ăn được nhiều món trong này nên là không thích. Nên bữa sau phải nấu món khác cho chồng mình ăn. Do lần đầu tiên nấu á, mọi người, mình sẽ ăn đầu tôm. Chồng mình không ăn nữa. Tối mình khỏi phải nấu, mình ăn có món ăn rồi. Thôi đi. That for em. That for em. Em biết đây rồi.
Món này sẽ là món mà mình sẽ nấu thường xuyên để ăn sáng. Còn chồng mình thì ăn sáng đơn giản lắm. Do it no muesli for food or the toast. Ăn sáng cho mình chỉ ăn bánh mì hoặc là ăn ngũ cốc thôi. Nên rất là đơn giản, còn mình thích nấu cầu kỳ nha để ăn. Cái bánh phồng tôm này rất là dai luôn á mọi người. Có nấu bằng đầu tôm á, với lại nấm nên là nó rất là ngọt luôn. I don't like this one. Oh, this too. I don't like this one. Okay. Bây giờ đây là mình yêu chất make bún phở bánh mì và nhiều nua nhé. Mm-hmm. Hủ tiếu nhé. Okay. What is this? It's honey now when we eat, we buy one time. Oh, we have this one into the Asian shop. Remember the white one? And you eat super crunchy. You know that? They pratan, normal they pratan, but they can make super out. Go to Asian shop. And one time we buy in river, remember? In last snack, remember? It called bánh phồng tôm. Anh yêu. Bánh phồng tôm. Exactly. Yeah. Bánh phồng tôm. Good job. Okay, honey, don't want that. This stick. The next time in train this one to phở hoặc là hủ tiếu và nhiều nhé, hoặc là bún bò Huế. Fine, don't be sad today. Em chết mát, em try to make the good, but for em super lacquer, but not good fun. Yeah. It's okay because honey eat the person eat the river. A business figgy for Essen. It's okay, but maybe sit the ladder. You have this letter. Next time anh can cook for Sito. Vợ chồng mình đã ăn, cho mình đã có nếm thử và chồng mình không có thích món này á mọi người. Nhưng mà cái món này thật ra là người Việt mình ăn thấy rất là ngon. Và chắc chắn em mình á, em gái chồng mình á, cũng thích ăn món này. Vì ăn được, chồng mình không ăn được. Hầu như là tất cả những cái món thế này trừ cái thịt viên hồi nãy đó, thì chồng mình chỉ ăn mỗi thịt viên thôi. Thịt viên là 10 viên lận mà chồng mình ăn sạch sẽ 10 viên luôn đó mọi người. Bình thường mình không có ép chồng mình, đó là sở thích của chồng mình thôi, nên là mình phải chấp nhận. Và trong lúc nấu ăn thì mình phải biết cái món nào mà chồng mình không thích và mình cố gắng dung hòa các món ăn để cho chồng mình có thể ăn cùng. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. Hẹn mọi người với những video tiếp theo với những món ăn khác nha mọi người, để cho chồng mình nếm thử nha. Ok, bye bye. Wow. Handsome man đó nha. Cuối cùng chồng mình cũng chỉ ăn cái thịt viên thôi mọi người ơi. Ok, Essen. Không ăn nè. Quay. Wait, wait, wait. Wait, wait.